Bạn đang đến với kênh YouTube Báo VietnamNet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Milton đã trở thành một trong những cơn bão đáng nhớ nhất trong lịch sử khí tượng tại vùng vịnh Mexico. Mặc dù hình thành chỉ 4 ngày trước khi đổ bộ, Milton nhanh chóng trở thành một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận. Dù cơn bão đã suy yếu trước khi đổ bộ đất liền, nhưng vẫn gây ra những thiệt hại đáng kể. Mạnh lên thần tốc. Bão Milton được hình thành vào ngày 7 tháng 10 ở vịnh Mexico. Sau 10 tiếng hình thành, cơn bão này đã mạnh lên một cách thần tốc. Đến 14 giờ ngày 7 tháng 10, bão Milton mạnh lên cấp 5, sức gió tối đa 280 km/h. Quá trình này diễn ra chỉ trong 10 tiếng đồng hồ. Thời điểm trước khi cơn bão đổ bộ, chuyên gia khí tượng Mary Greenberg của CNN lưu ý, siêu bão Milton đã mạnh lên với tốc độ choáng váng, tăng thêm 145 km/h kể từ 1 giờ ngày 7 tháng 10 và chính thức tăng gấp đôi sức mạnh trong vòng chưa đầy 24 giờ. Cảnh báo bão cuồng phong đã được ban hành cho một số khu vực của Florida với khả năng tác động có thể bắt đầu trong vòng 48 giờ. Cảnh báo nước dâng do bão cũng đã được ban hành cho một số khu vực ven biển. Theo hãng tin CNN, nhà khí tượng học Brandon Mueller nhận định, Milton là cơn bão mạnh nhất ở Đại Tây Dương kể từ bão Dorian vào năm 2019, với sức gió duy trì tối đa gần 300 km/h. Với những diễn biến mới nhất, siêu bão Milton đã trở thành một trong 10 cơn bão mạnh nhất từng ghi nhận ở Đại Tây Dương. Trong đó, Milton xếp hạng 9 ở danh sách có những cơn bão lịch sử như Katrina năm 2005 và Maria vào năm 2017. Ghi tên vào danh sách kỷ lục. Bão Milton ở Đại Tây Dương không chỉ mạnh lên mà còn có sự phát triển rất phức tạp. Sau khi yếu đi một chút lúc thay thế thành mắt bão, nó mạnh trở lại thành cấp bão số 5, cấp cao nhất, tức là cơn bão này trở thành bão cấp 5 đến 2 lần. Bão Milton cũng đang ghi tên mình vào nhiều danh sách kỷ lục khác. Sáng ngày 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, siêu bão Milton đã chính thức điền tên mình vào nhiều danh sách kỷ lục. Về sức mạnh, bão Milton không chỉ là cơn bão mạnh nhất thế giới năm 2024 tính đến thời điểm hiện tại, mà việc áp suất trung tâm của nó từng hạ xuống đến 897 millibar khiến nó còn trở thành cơn bão mạnh thứ 5 trong cả lịch sử bão ở Đại Tây Dương tính theo áp suất khí quyển. Theo trang The Weather Channel, áp suất khí quyển được nhiều nhà nghiên cứu cho là dấu hiệu chính xác hơn sức gió khi dự báo về khả năng tàn phá của bão. Bão Milton cũng tăng cường độ đột biến từ bão cấp 1 tương đương 119 đến 153 km/h thành bão cấp 5 từ 252 km/h trở lên chỉ trong 10 tiếng đồng hồ. Như vậy, bão Milton đứng thứ hai ở Đại Tây Dương về mức giảm áp suất và tăng sức gió trong vòng 24 giờ chỉ sau siêu bão Wilma vào năm 2005. Hai lần tăng cấp trở lại. Chiều và tối ngày 8 tháng 10 theo giờ Việt Nam, bão Milton giảm cường độ thành bão cấp 4 khi nó thay thế thành mắt bão, sức gió còn 240 đến 250 km/h. Nhưng sáng hôm sau, tức ngày 9 tháng 10, khi thay thế thành mắt bão xong, bão Milton tăng cường độ trở lại thành bão cấp 5 với sức gió duy trì 265 đến 270 km/h. Theo trang NBC, dựa trên thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia của Mỹ, như vậy, bão Milton đã trở thành bão cấp 5 hẳn 2 lần. Nó là cơn bão thứ 10 ở Đại Tây Dương giảm cấp rồi hồi phục thành công, lại trở thành bão cấp 5. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ nói, bão Milton có khả năng trở thành một trong những cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp nhất trong lịch sử ở phía Tây và trung tâm bang Florida. Lốc xoáy mạnh bất thường. Cơn bão Milton đã tạo ra đợt bùng phát lốc xoáy ở bang Florida của Mỹ với hàng chục lốc xoáy xuất hiện trước khi bão đổ bộ. Những lốc xoáy này đã gây thiệt hại về người trước khi bão Milton đi vào đất liền. Theo ABC News, trước khi cơn bão kỷ lục này đổ bộ, đã có báo cáo về hơn 30 lốc xoáy xảy ra ở khắp bang Florida, khiến nhiều trang báo ở Mỹ gọi đây là đợt bùng phát lốc xoáy. Không chỉ vậy, theo NBC, ở bang Florida cũng phá kỷ lục về số cảnh báo lốc xoáy trong một ngày, với 116 cảnh báo lốc xoáy được đưa ra trong ngày thứ tư. Theo NBC Miami, số lốc xoáy này đã tàn phá khoảng 125 ngôi nhà, một số nơi đã có thông báo nhiều thiệt hại về người. Sau những cơn lốc xoáy đó, đến tối muộn thì bão Milton đổ bộ. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ, thực tế, lốc xoáy đi kèm bão không phải là hiện tượng hiếm, chỉ cần có hoàn lưu của bão đi vào đất liền ở mức độ nhất định. Theo USA Today, một trong những lần bùng phát lốc xoáy lớn nhất ở Mỹ là thời điểm có bão Ivan năm 2004. Khi đó có tổng cộng 127 lốc xoáy. Mưa lớn nghìn năm có một. Bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida của Mỹ với cường độ cấp 3, kèm theo mưa lớn, gió mạnh và lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều khu vực. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, chỉ trong vòng 3 giờ khi giải mưa lớn nhất của bão Milton đổ bộ khu vực Vịnh Temple, lượng mưa ghi nhận tại thành phố St. Petersburg, bang Florida là khoảng 230 mm.
tương đương lượng mưa trung bình của 3 tháng. Đây là trận mưa nghìn năm có một ở Saint Petersburg. Chưa có mùa bão nào ở Florida ghi nhận quá 3 cơn bão lớn đổ bộ. Bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida của nước Mỹ trong đêm mùng 9, rạng sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, với cường độ bão cấp 3, có sức gió 192 km/h, phá hủy mái của sân vận động bóng chày Tampa Bay Rays, quật đổ cần cầu khổng lồ đè vào tòa nhà cao tầng. Sân vận động Tropicana vốn là nơi trú ẩn được chỉ định cho những người tham gia ứng cứu đầu tiên và công nhân dọn dẹp đang chờ đợi khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử. Cảnh quay từ bên trong cơ sở cho thấy một bãi đầy mảnh vỡ với những chiếc giường xếp được xếp sẵn để phục vụ người trú ẩn. Trước khi hạ xuống cấp độ 1 vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Milton đã tạo ra những cơn lốc xoáy chết người, san phẳng hơn 100 ngôi nhà ở quận St. Lucie và một số người tử vong. Tại quận St. Petersburg, một cơn cầu khổng lồ đã trao đảo trên đỉnh một tòa nhà và đổ vào văn phòng của tòa Temple Bay Times. Không có thương vong nào đã được báo cáo. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét đã được ban bố ở khu vực Temple và gần 3 triệu người dân phải sống trong cảnh mất điện trên khắp Sunshine State. Bão Milton, một trong những cơn bão mạnh nhất tấn công nước Mỹ trong những năm gần đây, đã đổ bộ vào Florida của nước Mỹ vào tối ngày 9 tháng 10, gây ra ngập lụt kỷ lục và gió cực mạnh, khiến nhiều trường hợp tử vong. Từng là cơn bão cấp độ 5, cơn bão này khi đổ bộ vào thành phố Temple hạ xuống cấp 3 và tiếp đó giảm xuống cấp 1 khi vào sâu trong bang Florida. Trong khi các quan chức cảnh báo về cơn bão kéo theo những cơn lốc xoáy chết người. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng sau khi một cơn lốc xoáy san phẳng hơn 100 ngôi nhà ở quận St. Lucie, đông nam Florida, trong khi những người khác được đưa đến bệnh viện. Gần 3 triệu người bị mất điện khi cơn bão tràn qua tiểu bang, nơi lượng mưa tương đương với lượng trung bình trong nhiều tháng đã đổ xuống chỉ trong vài giờ. Trong khi đó, cảnh báo lũ lụt khẩn cấp đã được ban hành tại Temple, nơi có lượng mưa tới 250mm, vượt gấp nhiều lần lượng mưa trung bình trong tháng 10 tại đây là 58mm. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết, có ít nhất 27 cơn lốc xoáy được báo cáo trên toàn tiểu bang Florida. Cảnh sát trưởng quận St. Lucie, Keith Pearson cho biết, lốc xoáy đã làm cư dân tử vong nhưng không thông báo rõ có bao nhiêu người thiệt mạng. Ông Pearson nói, chúng tôi đã mất một số sinh mạng. Theo Sở Quản lý Tình trạng Khẩn cấp của Florida, khoảng 125 ngôi nhà đã bị phá hủy trước khi bão Milton đổ bộ. Nhiều ngôi nhà trong số đó là nhà di động cộng đồng dành cho người cao tuổi. Bão Milton dự kiến sẽ tiếp tục mang theo những trận mưa tàn khốc và gió mạnh trên khắp bán đảo Florida trong suốt ngày 10 tháng 10 trước khi rời khỏi tiểu bang vào cuối ngày để vượt ra Đại Tây Dương. Bão Milton đổ bộ vào bờ đông của nước Mỹ, trong khi khu vực này còn chưa khắc phục xong hậu quả của cơn bão quái vật Helena vừa tấn công 2 tuần trước đó. Helena, cơn bão mạnh cấp độ 4, đã để lại vệt tử thần dài hơn 800 km ở 6 bang của Mỹ, khiến hơn 200 người thiệt mạng, đa số nạn nhân ở Bắc Carolina, nơi bão trút xuống lượng mưa lớn chưa từng có và gây lũ lụt thảm khốc. Trực thăng của lực lượng tuần tuyên Mỹ đã giải cứu được một người đàn ông cố gắng bám trụ vào một chiếc thùng trôi nổi ở vị trí cách bờ biển Florida 48 km sau siêu bão Milton. Tờ Guardian Anh cho biết, người đàn ông nói trên đã ở trên một tàu cá ngoài khơi bờ biển Madeira, Florida ngày 9 tháng 10, chỉ vài giờ trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Người này đã liên lạc được với trạm cấp cứu ven bờ biển gần St. Petersburg, sau đó mất tín hiệu từ 6 giờ 45 phút tối cùng ngày. Đến ngày 10 tháng 10, lực lượng tìm kiếm phát hiện được người đàn ông này đang lênh đênh trên biển ở vị trí cách bờ 48 km. Video do lực lượng tuần tuyên Mỹ công bố cho thấy, người đàn ông đang bám vào một chiếc thùng trên biển. Các thợ lặn của lực lượng tuần tuyên Mỹ đã tiếp cận và đưa anh lên trực thăng. Sau đó, người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tampa để điều trị. Lực lượng tuần tuyên Mỹ cho biết, người đàn ông này đã sống sót qua siêu bão Milton với sức gió 121-145 km/h và tạo sóng dâng cao tới 7,6 m. Ngày 10 tháng 10, các đội tìm kiếm tiếp tục giải cứu người dân Florida mắc kẹt khỏi các đống đổ nát trong bão Milton. Siêu bão này gây ra lốc xoáy dữ dội, càn quét khu vực cộng đồng ven biển, xé toạc nhiều căn nhà. Thống đốc bang Florida John DeSantis vào chiều ngày 10 tháng 10 cho biết có 340 người và 49 vật nuôi đã được giải cứu. Ngày 10 tháng 10, nhà chức trách bang Florida thông báo ít nhất 10 người đã thiệt mạng sau khi siêu bão Milton tàn phá bang này và gây lũ lụt tại các vùng đất thuộc vịnh Tampa. Cơn bão này đã quét qua Florida vào cuối ngày 10 tháng 10 trước khi tiến vào Đại Tây Dương. Trên đường đi của bão, hàng loạt cây cối và cột điện bị quật đổ. Khoảng 3 triệu ngôi nhà và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện. Trước đó, siêu bão Milton đổ bộ ở bờ biển phía tây bang Florida với cường độ bão cấp 3,
tàn phá các cộng đồng vẫn đang chật vật khắc phục thiệt hại do cơn bão Helene mới đổ bộ cách đây 2 tuần. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang Dean Criswell cho biết, tiểu bang Florida đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất mà các cơ quan chức năng đã được cảnh báo phải đối mặt với siêu bão Milton. Phát biểu này được đưa ra sau khi siêu bão Milton đã hạ xuống cấp 1 và thoát ra ngoài Đại Tây Dương. Bà Criswell nói với đài CNN, điều chúng tôi biết chắc chắn là chúng tôi đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Nhưng thực tế là họ đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất thực sự để đảm bảo rằng họ có thể ứng phó với những tác động mà họ từng trải qua. Và những tác động lớn nhất hiện nay là các trận lốc xoáy đã được ghi nhận trên khắp tiểu bang. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bang Florida sẽ không cần nguồn lực. Bà Criswell cho biết và lưu ý rằng cơ quan của bà cũng đã ứng phó với sự tàn phá do cơn bão Helene gây ra trên khắp vùng Đông Nam Mỹ chỉ vài tuần trước. Nhưng Florida sẽ không cần mức nguồn lực mà có lẽ chúng tôi có thể cần. Bà Criswell cũng cho biết bà đã thấy sự suy giảm thông tin sai lệch sau khi siêu bão Milton đổ bộ. Bà nói, nhìn lại cơn bão Helene, chúng ta đã nhận thấy được sự ủng hộ to lớn từ các thống đốc và các thành viên quốc hội, các nhà lãnh đạo địa phương, những người thực sự giúp đẩy lùi thông tin sai lệch đó. Chúng ta đã thấy một sự sụt giảm, mặc dù vẫn còn có tiếng nói cố gắng truyền bá những lời dối trá. Điều này thực sự đáng tiếc. Trước đó, Thống đốc bang Florida Ron DeSantis vào sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương cũng cho biết khu vực Vịnh Tampa đã tránh được dự báo thảm khốc nhất về chiều cường do bão Milton gây ra sau khi siêu bão này di chuyển về phía nam trước khi đổ bộ. Ông DeSantis nói, những gì chúng ta có thể nói là cơn bão rất lớn, nhưng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Một người đàn ông ở thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội nhờ hành động gia cố cho ngôi nhà để ứng phó với bão Milton. Anh Mohamed Nizem ở Tampa, bang Florida, Mỹ đã chia sẻ hình ảnh anh chuẩn bị đối phó với siêu bão Milton trên nền tảng mạng xã hội X và nhanh chóng có hơn 2 triệu lượt xem. Anh Mohamed Nizem sử dụng 6 dây đai buộc chặt ngôi nhà một tầng của mình nhằm giữ cho công trình không bị cuốn trôi hoặc thổi bay khi bão ập đến. Những dây đai màu vàng được kéo căng qua mái nhà của anh Mohamed Nizem và gắn chặt vào mặt đất. Ban đầu, nhiều người cho rằng ý tưởng này kỳ lạ, nhưng họ nhanh chóng thay đổi quan điểm, gọi Nizem là huyền thoại và khen ngợi sự sáng tạo của anh. Một số dự đoán anh sẽ bình an trong ngôi nhà. Người dùng mạng xã hội bình luận, anh ấy đã bảo vệ ngôi nhà trước bão giống như cách giữ chặt một cây đàn piano khi vận chuyển. Thật là một huyền thoại. Tôi hy vọng nỗ lực của anh sẽ đem lại hiệu quả. Một người đàn ông khác ở bang Florida, Mỹ cũng gây chú ý khi chia sẻ cách bảo vệ chiếc ô tô yêu quý trước siêu bão Milton. Người dùng này dùng ni lông bọc kín chiếc xe thể thao màu đỏ của mình. Video có hơn 60 triệu lượt theo dõi. Tuy nhiên, nhiều người không đồng tình với quyết định này. Một chủ xe Corvette bình luận, anh ta sẽ chọn lái xe đến nơi an toàn thay vì bọc nó trong miếng ni lông. Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, bão Milton đổ bộ vào Florida, Mỹ với sức gió 193 km/h, tương đương cấp 3 trong thang đo bão 5 cấp vào tối ngày 9 tháng 10 giờ địa phương, kèm theo gió mạnh, nước dâng theo bão và khả năng gây lũ lụt cho phần lớn tiểu bang. Sau vài tiếng càn quét qua Florida, Mỹ, bão Milton hạ xuống cấp 2 và tiếp tục hạ xuống cấp 1 trước khi hướng ra Đại Tây Dương. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, mắt bão Milton đã ra khỏi đất liền. Bão Milton là cơn bão thứ 3 đổ bộ vào Florida, Mỹ trong năm 2024. Bão Milton tăng cường sức mạnh từ vùng nước ấm của vịnh Mexico và đã 2 lần đạt trạng thái bão cấp 5. Bão Milton có sức gió duy trì tối đa là 205 km/h khi nó đổ bộ gần Coatesville, Florida, lúc 8 giờ 30 phút tối ngày 9 tháng 10. Coatesville nằm ở phía nam thành phố Tampa Bay, nơi có trên 3 triệu dân. Hơn 1 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp đã mất điện vào đêm ngày 9 tháng 10 tại Florida, Mỹ. Khu vực mất điện lan rộng nhất là ở hạt Sarasota, nơi cơn bão đổ bộ, và ở hạt Manatee lân cận. Bởi bão Milton đổ bộ vào bờ trước khi thủy triều lên cao, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết, ông hy vọng bờ biển phía tây tiểu bang có thể tránh được nước dâng cao do bão tồi tệ nhất. Các nhà dự báo thời tiết cho biết mực nước biển có thể dâng cao tới 4 mét do bão Milton.
bão Milton đã tạo 19 cơn lốc xoáy, gây thiệt hại cho nhiều hạt và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà ở Florida. Trung tâm bão quốc gia Mỹ xếp bão Milton vào nhóm bão cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây nước dâng theo bão cao, gió dữ dội và lũ quét trên khắp khu vực Trung Florida, Mỹ. Trung tâm bão quốc gia Mỹ ngày 10 tháng 10 cho biết, bão Milton sau khi đổ bộ vào bang Florida đã suy yếu và trở thành bão hậu nhiệt đới. Cơn bão đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng ở bang này. Bão Milton đã di chuyển về phía Đại Tây Dương sau khi gây ra nhiều thiệt hại đáng kể tại bang Florida, với nhiều trận lốc xoáy khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người không có điện sinh hoạt. Theo thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, bang này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất, mặc dù thiệt hại vẫn đáng kể. Các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai nhằm hỗ trợ người dân đang bị mắc kẹt trong các đống đổ nát hoặc các khu vực bị ngập lụt. Mặc dù cơn bão đã đi qua, nhưng người dân Florida vẫn đang phải đối mặt với tình trạng ngập lụt và các đống đổ nát có thể gây nguy hiểm cũng như thiếu nước uống. Người dân được khuyến cáo tiếp tục trú ẩn tại chỗ cho tới khi an toàn. Tổng thống Joe Biden đã nói chuyện với lãnh đạo các địa phương bị ảnh hưởng và cam kết chính phủ của ông sẽ cung cấp mọi nguồn lực cần thiết để ứng phó với hậu quả của cơn bão. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, hơn 15 triệu suất ăn và 13 triệu lít nước đã được vận chuyển tới Florida và 20 triệu suất ăn cũng như 40 triệu lít nước khác cũng đã sẵn sàng được đưa tới các khu vực bị ảnh hưởng. Chỉ 2 tuần sau cơn bão Helene, khoảng 2 triệu người ở Florida đã được lệnh sơ tán tránh bão Milton, trong khi hàng triệu người khác ở trên đường đi của cơn bão. Hậu quả của cả hai cơn bão có thể gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ, các sân bay ở Florida vẫn tiếp tục đóng cửa và chỉ có ngoại lệ đối với các chuyến bay khẩn cấp. Khi đổ bộ bang Florida, Mỹ, bão Milton đã gây ra một hậu quả mà người ta ít nghĩ tới khi nói đến bão. Nó khiến nhiều ngôi nhà gần như bị vùi trong cát. Đây là điều không dễ khắc phục nhanh chóng. Buổi sáng sau siêu bão Milton, người dân ở những thành phố như Bonita Springs hay Vernal, bang Florida, Mỹ quay về nhà thì thấy nhà mình và xung quanh bị vùi trong cát. Ở nhiều chỗ, lớp cát dày từ 90 đến 120cm. Việc này chính là do siêu bão Milton gây ra và là điều không nhiều người nghĩ tới khi chuẩn bị chống cơn bão này. Theo Fox Weather, bão Milton đã khiến nước dâng cao hơn 1,5m ở một số nơi. Đây là nước mặn tràn từ biển vào, mang theo rất nhiều cát. Cát gần như đầy ắp trong nhiều ngôi nhà, còn trên đường phố thì cát cũng dày vài chục cm. Ngoài ra còn có cả vỏ sinh vật biển. Tình trạng này khiến người dân và các lực lượng hỗ trợ đang hy vọng dọn dẹp nhanh chóng, buộc phải đi bộ chứ không thể đi xe. Phóng viên Brandy Campbell của kênh Fox Weather nói, đây là điều bạn ít khi nghĩ tới. Nếu nói đến bão, bạn nghĩ tới nước ngập, nước và bùn tràn vào, nhưng ít ai nghĩ tới những gì còn lại sau khi nước rút đi. Một nhân viên hỗ trợ dọn dẹp nói, việc dọn cát ở khắp nơi thế này rất nặng nhọc, cần nhiều người, chỉ có cách dùng sẻng xúc lên xe đẩy và đẩy đi. Tuy nhiên, với cơn bão mạnh như siêu bão Milton, người dân ở đây và các lực lượng hỗ trợ cũng nói, việc họ kịp sơ tán là đáng mừng, vì nếu họ ở lại, hậu quả có thể tồi tệ hơn nhiều. Những tác động tức thời quan trọng nhất là tình trạng mất điện ảnh hưởng đến hơn 3 triệu khách hàng sử dụng điện và lũ lụt do lượng mưa quá lớn trút xuống. Thống đốc bang Florida, ông John DeSantis nói, những vùng có lượng mưa lên tới 450mm đã được quan sát thấy ở Pinellas và các quận ven biển Hillsborough. Quận Saint Petersburg, nơi có lượng mưa 460mm, đã trải qua đợt mưa lớn chỉ một lần trong 1.000 năm. Lũ lụt đã lan sâu hơn vào đất liền so với bình thường xung quanh Vịnh Tampa và những cơn gió dữ dội đã xé toạc mái che của sân vận động Tropicana. Thống đốc bang Florida cho biết, quận Sarasota chứng kiến mực nước dâng cao tới 3 mét do bão. Theo CNN, ít nhất 3 sân bay nằm trên đường đi của bão Milton sẽ vẫn đóng cửa đối với khách hàng trong khi các viên chức xem xét mức độ thiệt hại mà cơn bão có thể gây ra. Sân bay quốc tế Tampa ngày 10 tháng 10 cho biết, các nhân viên đang kiểm tra tình trạng của sân bay và các cơ sở để xác định thời điểm sân bay quốc tế Tampa có thể mở cửa trở lại một cách an toàn. Sân bay quốc tế St. Peter Clearwater thông báo tất cả các chuyến bay đều bị hủy trong ngày 10 tháng 10 và chưa công bố kế hoạch về thời điểm các chuyến bay sẽ được nối lại. Và tại sân bay quốc tế Orlando, các đội cứu hộ vẫn túc trực tại chỗ qua đêm và việc đánh giá thiệt hại sẽ bắt đầu diễn ra ngay lập tức. Sân bay sẽ thông tin thời điểm nối lại các hoạt động thương mại ngay khi có thể. Trong khi đó, cảng Tampa Bay, một tuyến đường huyết mạch quan trọng đối với nguồn cung cấp nhiên liệu của Florida, dường như chịu thiệt hại tối thiểu do siêu bão Milton. Thị trưởng Jane Carter cho biết, sau khi quan sát cảng từ trực thăng, tình hình cảng dường như ổn, vì vậy chúng tôi có thể đưa nhiên liệu vào và ra khỏi đó. Có một trong những thùng chứa nhiên liệu tại cảng bị bung mái, bà Castro cho biết,
nhưng không có thiệt hại nào có thể nhìn thấy từ trên không. Thị trưởng Castro bày tỏ sự nhẹ nhõm khi siêu bão Minton đã chuyển hướng về phía nam trước khi đổ bộ, mang theo mưa và gió lớn. Bà nói, nếu Minton đổ bộ vào phía bắc, chúng tôi sẽ rơi vào tình cảnh khốn cùng. Theo cập nhật mới nhất của CBS News, đến sáng ngày 11 tháng 10 theo giờ Việt Nam, cơn bão Minton đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng. Ngoài ra, gần 1.000 người được giải cứu. Bà Susan Stepp, một cư dân 70 tuổi tại thành phố ở bờ biển phía đông Florida, nơi 4 người cao tuổi đã thiệt mạng sau cơn lốc xoáy đi qua cho biết, thật đáng sợ, họ đã tìm thấy một số người thiệt mạng ngay bên ngoài, trên một cái cây. Chồng bà Stepp, ông Bill cho biết thêm, một cơn lốc xoáy đã cuốn phăng chiếc nhà di động được làm bằng xe tải nặng 22 tấn của tôi và ném nó ra ngoài sân. Vừa đáng sợ, vừa đau lòng khi chứng kiến nhiều thiệt hại và mọi thứ bạn thực sự yêu quý đều biến mất, nhưng đó chỉ là những đồ vật và may mắn chúng tôi vẫn còn ở đây. Đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, khi sức gió giảm xuống còn 150 km/h, siêu bão Minton đã hạ xuống cấp 1 nhưng vẫn còn nguy hiểm. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cảnh báo, mưa rất to và những cơn gió tàn phá vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi tại khu vực trung tâm Florida. Tình trạng khẩn cấp về lũ quét vẫn có hiệu lực. Ít nhất 2,8 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp đã mất điện tại bang Florida vào cuối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, và con số này đã vượt qua 3 triệu vào sáng ngày 10 tháng 10. Các sân bay ở Tampa và Sarasota đã đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, theo thông tin trên trang BowerOutstate.us. Tại các thành phố trên khắp bờ biển phía tây bang Florida, gió vẫn quần thảo dữ dội và mưa như chút nước. Đường đi của siêu bão Minton ảnh hưởng tới khu vực bờ biển phía tây Florida, nơi có các thành phố Tampa, St. Petersburg, Sarasota và Fort Myers. Tampa, khu vực đô thị với khoảng 3,1 triệu người sinh sống, đã không bị một cơn bão lớn tấn công trực tiếp trong hơn 100 năm qua. Nhưng tuần này, Tampa nằm trên đường đi trực tiếp của siêu bão Minton. Khu vực đô thị Tampa ghi nhận lượng mưa từ 3 đến 5 inch, khoảng từ 76 đến 127mm mỗi giờ sau khi bão đổ bộ. Đài CNN tường thuật, khu vực thành phố St. Petersburg đã chứng kiến lượng mưa ngàn năm có một. Thành phố này ghi nhận lượng mưa hơn 16 inch, khoảng 406mm chỉ trong 3 giờ, tương đương lượng mưa trung bình của hơn 3 tháng gộp lại. Tại khu vực Vịnh Tampa, siêu bão Minton đã phá hỏng mái của sân vận động Tropicana Field, vốn được trưng dụng để làm nơi cho lực lượng ứng cứu bão, không có ai bị thương trong vụ việc. Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về tình hình hiện nay ở bang Florida cũng như những ảnh hưởng ban đầu do siêu bão Minton gây ra tại bang này. Trước đó, nhà lãnh đạo cảnh báo người dân không nên xem nhẹ cơn bão và nhấn mạnh sự cần thiết của các biện pháp an toàn. Tính đến tối ngày 9 tháng 10, các cơ quan chức năng đã ban hành hơn 130 cảnh báo lốc xoáy liên quan đến siêu bão Minton. Đây là cảnh báo lốc xoáy nhiều nhất từng được đưa ra trong một ngày đối với bang Florida, phá vỡ kỷ lục trước đó là 69 cảnh báo được thiết lập vào ngày 10 tháng 9 năm 2017 trong cơn bão Irma. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết có ít nhất 27 cơn lốc xoáy được báo cáo trên toàn tiểu bang Florida. Cảnh sát trưởng quận St. Lucie, Casperson cho biết lốc xoáy đã làm cư dân tử vong, nhưng không thông báo rõ có bao nhiêu người thiệt mạng. Ông Person nói, chúng tôi đã mất một số sinh mạng. Siêu bão Minton dự kiến sẽ tiếp tục mang theo những trận mưa tàn khốc và gió mạnh trên khắp bán đảo Florida trong suốt ngày 10 tháng 10 trước khi rời khỏi tiểu bang này vào cuối ngày để vượt ra Đại Tây Dương. Bão Minton gây lốc xoáy can quét bang Florida, Mỹ, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng triệu người bị cắt điện. Công tác khắc phục hậu quả của siêu bão đang được các lực lượng chức năng của Mỹ khẩn trương thực hiện. Bão Minton được dự báo là cơn bão tồi tệ nhất trong hơn một thế kỷ, khiến giới chức địa phương phải đưa ra cảnh báo lũ quét do bão gây ra mưa lớn. Mặc dù thống đốc bang Florida Ron DeSantis đã cảnh báo thiệt hại vẫn còn đáng kể và lũ lụt vẫn còn là mối lo ngại lớn, song trấn an rằng cơn bão rất lớn nhưng cũng may mắn thay, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Nó đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão như đã báo cáo ban đầu, nhìn chung không đáng kể như những gì đã từng quan sát được đối với cơn bão Helene trước đó. Ông Ron DeSantis thông báo, bão đã tạo ra hàng chục cơn lốc xoáy gây thiệt hại ở nhiều hạt, phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, xé toạc toàn bộ mái sân vận động Tropicana Field. Khoảng 9.000 lính vệ binh quốc gia đã được triển khai ở Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra còn có 50.000 công nhân lưới điện được điều động để xử lý tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đội tìm kiếm cứu hộ cũng được huy động sẵn sàng, ứng trực ngay khi cơn bão đi qua, làm việc suốt đêm nếu cần thiết. Chuyên trang theo dõi mạng lưới điện của Mỹ PowerTrack ước tính tới chiều ngày hôm qua 10 tháng 10, hơn 3,2 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp ở Florida
trong cảnh mất điện, trong đó có những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là các hạt Hardy, Sarasota, Hillsborough và Manatee. Hiện bang Florida vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm do lũ lụt trên sông sau khi lượng mưa lên tới 457mm. Nhiều người dân sống ở các khu vực bị ảnh hưởng của bão lo ngại. Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì tồi tệ như thế này trong đời. Cảm giác như chỉ có trong phim vậy. Tôi cảm thấy rất đau khổ khi chứng kiến nơi ở hiện tại của mình như thế này. Lốc xoáy, ngập lụt, mọi thứ đều bị tàn phá. Tôi đã cố gắng chuẩn bị trước khi bão đổ bộ, nhưng lốc xoáy ập tới bất ngờ. Đây là một thảm họa kép. May mắn thay gia đình tôi đã thoát nạn. Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, lốc xoáy dường như là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại về người. Cơ quan thời tiết của quốc gia Mỹ hôm qua đã ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên toàn bang. Đây là số lượng cảnh báo lốc xoáy lớn nhất từng được ban hành trong một ngày của bang trong các hồ sơ có từ năm 1986. Tính đến tối ngày 10 tháng 10, các hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng sơ tán cư dân bị lũ lụt ở các thành phố Clearwater gần Tampa. Tổng thống Joe Biden, người đã hoãn chuyến đi nước ngoài để ứng phó với bão Milton, cho biết rằng Quốc hội Mỹ nên họp trở lại để giải quyết nhu cầu tài trợ cứu trợ thiên tai sau cơn bão. Sẽ cần đến hàng tỷ đô la Mỹ. Đây sẽ không phải là vấn đề nhỏ, nhưng hiện tại chúng tôi đang triển khai hành động ngay tức khắc nhằm đảm bảo cho mọi người được tiếp cận với nguồn cứu trợ khẩn cấp mà họ đang cần. Người dân Florida đang chật vật đối mặt với tình cảnh bão chồng bão, bởi chỉ 2 tuần trước, họ đang phải khổ sở với bão Helene. Với 2 triệu người được lệnh sơ tán, thiệt hại do cả hai cơn bão này có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích ước tính bão Milton có thể gây hại ngang bằng với cơn bão Katrina năm 2005. Thảm họa thiên nhiên được đánh giá là gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo CNN, số người thiệt mạng do bão Milton đã tăng lên ít nhất 11 người. Bang Florida đã bắt đầu đánh giá thiệt hại từ cơn bão cấp 3, gây thiệt hại lớn về tài sản trên toàn tiểu bang, khiến cho 3,4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện. Một số khu vực ở Sarasota, Fort Myers, Vernon và các thành phố khác ven biển Vịnh đã bị ngập trong nước biển dâng khi lốc xoáy phá hủy các tòa nhà, gió mạnh tới 193 km/h, biến ô tô, cây cối và các mảnh vỡ thành những vật thể bay. Trong cuộc họp báo sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương, Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết rằng hơn 40 cuộc giải cứu đã diễn ra, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành và còn quá sớm để biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng. Tiểu bang này đang nhanh chóng khôi phục điện cho hàng triệu khách hàng và bổ sung nguồn cung cấp nhiên liệu. Theo Thống đốc Ron DeSantis, cơn bão không quá khủng khiếp như dự kiến. Cơn bão rất lớn nhưng rất may, đây không phải là kịch bản tồi tệ nhất. Cơn bão đã suy yếu trước khi đổ bộ và mực nước dâng do bão, nhìn chung không đáng kể như những gì bão Helene gây ra. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triển khai hàng nghìn nhân viên liên bang đến các khu vực bị bão tàn phá để thực hiện công tác cứu hộ. Hơn 80.000 người đã di rời tới các nơi trú ẩn. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đã làm việc suốt đêm để cứu các gia đình và vật nuôi. Hơn 3.000 chuyến bay đã bị hủy và hoãn. Điện đã được khôi phục cho khoảng 700.000 khách hàng. Cảnh sát Florida cũng đã được chỉ đạo hộ tống các xe chở nhiên liệu để bổ sung nguồn cung cấp đã bị cạn kiệt khi người dân Florida rời khỏi tiểu bang trước khi cơn bão Milton ập đến. Sẽ mất rất nhiều ngày để đánh giá thiệt hại, nhưng các công ty bảo hiểm đã cảnh báo rằng tổn thất do bão Milton gây ra có thể lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tâm bão Milton đã di chuyển vào Đại Tây Dương, NHC vẫn cảnh báo về những mối nguy hiểm đang diễn ra. Lượng mưa lớn trên khắp miền Trung đến miền Bắc Florida cho đến sáng ngày 10 tháng 10 vẫn tiếp tục gây ra nguy cơ lũ quét, lũ lụt đô thị đáng kể. Các cơ quan chức năng cũng cho biết trong một thông báo, ở sâu trong đất liền, khoảng 11 triệu người có nguy cơ chịu lũ quét và lũ sông sau khi một số khu vực của tiểu bang có lượng mưa được tính bằng 1.000 năm mới xảy ra một lần. Bão Milton đổ bộ chỉ 13 ngày sau khi bão Helene tàn phá vùng đông nam nước Mỹ, phá vỡ kỷ lục về thời gian ngắn nhất giữa hai cơn bão ở Florida. Sức tàn phá của bão Helene đã khiến cho ít nhất 243 người thiệt mạng. Sau khi đổ bộ vào Florida, cơn bão sẽ suy yếu đi khi đi qua Đại Tây Dương, có khả năng giảm xuống dưới mức bão cấp 1 vào đêm 10 tháng 10, nhưng vẫn gây ra nguy cơ dâng nước biển ở bờ biển Đại Tây Dương của tiểu bang. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis cho biết, các xe tải đã chạy liên tục để dọn sạch các đống đổ nát do bão Helene để lại trước khi bão Milton có khả năng biến chúng thành những vật thể nguy hiểm. Các công viên giải trí lớn ở Florida đã đóng cửa trước cơn bão, trong đó có Disney World, Universal Studio và SeaWorld đều đóng cửa vào cuối ngày 9 tháng 10.
siêu bão Milton, cơn bão mạnh nhất vịnh Mexico trong gần 20 năm qua, đã đổ bộ vào bang Florida, Mỹ tối ngày 9 tháng 10. Theo giới chức của hạt San Lucie ở bang Florida, Mỹ, trong tối ngày 9 tháng 10, đã nhận được một số báo cáo thương vong về người và tài sản sau khi bão Milton đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida. Cảnh sát trưởng tại hạt San Lucie, Kate Person, nói trên kênh WPTV, "Tôi xác nhận có nhiều người đã thiệt mạng trong cộng đồng dân cư Spaniard Lakes Country Club tại hạt San Lucie. Chúng tôi đang điều động người tới kiểm tra từng căn nhà để có thể giúp đỡ những người bị ảnh hưởng do thiên tai. Đồng thời, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được tiến hành." Theo cảnh sát trưởng, do ảnh hưởng của siêu bão Milton nên có khoảng từ 6 đến 12 cơn lốc đang hoành hành ở hạt này và ước tính hơn 100 căn nhà đã bị hư hại do thiên tai. Hàng chục cơ quan chức năng đã điều động nhân lực tới hạt San Lucie. "Ưu tiên của chúng tôi là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Chúng tôi muốn tiếp cận những người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và đưa họ rời khỏi đó an toàn," ông Person nói thêm. Trong khi đó, ở khu vực Tampa thuộc bang Florida, các phóng viên CNN tác nghiệp tại đây miêu tả gió bão thổi rất dữ dội. "Gió bão thổi mạnh tới mức đẩy xe cộ xoay tròn. Tôi nghe thấy tiếng cây cối kêu cót két xung quanh và chứng kiến các tia sáng màu xanh lam, xanh lục trên bầu trời. Đó là dấu hiệu cho thấy máy biến áp đã bị nổ," phóng viên Boris Sanchez của CNN nói. Theo số liệu cập nhật mới nhất từ CNN, sức gió của siêu bão Milton được ghi nhận tại sân bay quốc tế Sarasota Bradenton và kênh Edmond ở ngoài khơi thành phố Tampa lần lượt đạt 169 km/h và 157 km/h. CNN dẫn nguồn thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC cho biết siêu bão Milton đã đổ bộ vào khu vực phía tây của bang Florida, Mỹ vào 20:30 tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương, với sức gió lên tới 193 km/h. Được biết, khu vực phía tây của bang Florida hiện là nơi cư trú của hơn 3 triệu người dân Mỹ. Ngay ở thời điểm này, giới chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số nhận định về thiệt hại do siêu bão Milton gây ra cho nền kinh tế nước Mỹ. Yaron Kina, chuyên gia phân tích cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính Jane Ferris, đã nói với tờ New York Post rằng dù còn quá sớm để có thể đưa ra các thống kê chắc chắn về thiệt hại, nhưng tác động của bão Milton nhằm vào một trong số những khu vực đông dân nhất ở bang Florida có thể gây ra thiệt hại đến hàng tỷ đô la Mỹ. Cũng theo nhận định từ một số chuyên gia làm việc ở công ty Jeff Ferris, siêu bão Milton có khả năng gây thiệt hại lên tới 245 tỷ đô la Mỹ ở khu vực Tampa và Fort Myers thuộc bang Florida. Cụ thể, bão Milton sẽ khiến cho khu vực Tampa thiệt hại khoảng 175 tỷ đô la Mỹ, trong khi con số này ở Fort Myers sẽ là khoảng 70 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, số liệu được New York Post trích dẫn cho thấy tổng thiệt hại gây ra do siêu bão Katrina, thiên tai đã đổ bộ và tàn phá thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana hồi năm 2005, rơi vào khoảng 192,5 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc siêu bão Milton có khả năng sẽ xoắn ngôi bão Katrina để trở thành thiên tai gây ra thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với nhiều quan chức bang Florida ngay sau khi bão Milton đổ bộ vào nơi này. Tổng thống Biden đã điện đàm với các quan chức cấp cao ở bang Florida, trong đó có thị trưởng của các thành phố Orlando và Sarasota, và nói rằng nếu họ cần nguồn hỗ trợ bổ sung về nhân lực, cứu hộ hay công tác khắc phục thiệt hại thì có thể gọi điện trực tiếp cho ông. Tổng thống Biden đã, đang và sẽ sát cánh với giới chức và người dân bang Florida, thông cáo của Nhà Trắng cho biết. Theo cập nhật mới nhất của CNN, siêu bão Milton khi đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida đã gây ngập lụt ở khu vực Tampa và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mới đây, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một vòng tròn đen kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời thành phố Tampa Bay ở bang Florida của Mỹ trong lúc người dân đang hối hả đi sơ tán trước khi siêu bão Milton đổ bộ. Ngoài ra, một cảnh tượng ám ảnh khác cũng được ghi nhận trước thời điểm siêu bão thế kỷ đổ bộ tại khu vực này. Theo đó, mây đen vần vũ đã kéo đến vùng biển Florida trước khi bão Milton chính thức đổ bộ. Sự tàn phá của bão Milton ở bang Florida đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện, gây ra lũ quét và sạt lở đất tại một số khu vực. Theo CBS News, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ NHC ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương thông báo rằng bão Milton đang dần di chuyển ra xa Florida với sức gió 144 km/h, nhưng tình trạng lũ lụt và lở đất vẫn đang gây ra nguy hiểm trong khu vực. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang FEMA tiếp tục yêu cầu người dân Florida ở yên tại chỗ cho tới khi bão tan, nhấn mạnh rằng các tình huống đe dọa tính mạng vẫn không thay đổi. Báo cáo của Sở Thực thi Pháp luật bang Florida cho biết đã có ít nhất 16 người thiệt mạng liên quan đến bão Milton ở 8 hạt, trong khi đó hơn 3,2 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp phải tiếp tục chịu cảnh mất điện sau bão.
Thống đốc Florida Ron DeSantis nói. Chúng ta đã tránh được kịch bản xấu nhất, nhưng lũ lụt vẫn là một mối lo ngại. Bão Milton đã gây ra khoảng 19 cơn lốc xoáy, gây ra thiệt hại lớn ở nhiều hạt và phá hủy khoảng 125 ngôi nhà. Được biết, từ một cơn bão được dự báo chỉ ở mức vừa phải, bão Milton ở vịnh Mexico, Đại Tây Dương mạnh lên nhanh đến mức các cơ quan khí tượng còn vất vả mới cập nhật kịp. Theo hãng tin CNN, cơn bão Milton ở vịnh Mexico đã mạnh lên thành bão cấp 5, cấp mạnh nhất trên thang đo Saffir-Simpson được dùng ở Mỹ với sức gió 290 km/h. Nếu tính theo thang đo ở nước ta vẫn dùng thì sức gió như vậy là trên cấp 17, gió cấp 17 lạc trong khoảng từ 202 đến 220 km/h, mà thực ra còn trên khá nhiều. Như vậy, theo Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia của Mỹ, bão Milton đã trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, vượt qua bão Beryl, sức mạnh nhất là 265,5 km/h. Dù điều kiện có thuận lợi thế nào thì một cơn bão cũng chỉ có thể mạnh đến một giới hạn nhất định thôi, ít nhất là khoa học nói như vậy. Nhưng theo trang Miami Herald, bão Milton thách thức các giới hạn khi nó đang tiến gần đến một mức mà các chuyên gia bão gọi là cường độ tiềm năng tối đa, MPI. Khi các nhà khí tượng phải dùng đến khái niệm MPI thì có thể hiểu rằng cơn bão đó cực mạnh, theo bất kỳ thước đo nào. Cũng theo Miami Herald, hiện tại, dựa trên áp suất khí quyển thì siêu bão Milton đã là cơn bão mạnh thứ tư trong lịch sử. Các nhà nghiên cứu nhận định, mùa bão Đại Tây Dương năm 2024 giống như một chuyến tàu lượn siêu tốc mà không ai muốn tham gia. Nhà nghiên cứu về bão Phil Klotbeck của Đại học bang Colorado cho biết, về cơ bản, mùa bão 2024 đã phá vỡ mọi quy tắc và sẽ còn nhiều cơn bão lớn trong tháng 10 cũng như đến cuối mùa bão. Mùa bão Đại Tây Dương năm nay đã có một hành trình không thể tin được trong vài tháng qua. Mặc dù đã qua đỉnh điểm của mùa bão, nhưng tháng 10 vẫn có thể mang đến những cơn bão lớn. Ngay từ đầu năm, mùa bão 2024 đã được nhiều tổ chức như từ Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, Đại học bang Colorado cùng nhiều cơ quan khác dự báo là một mùa bão hoạt động dữ dội trên mức trung bình. Và đúng như dự đoán, mùa bão bắt đầu bận rộn với siêu bão Beryl. Cơn bão đã tàn phá một số khu vực của Texas với lũ lụt, mất điện và một số trường hợp tử vong. Đỉnh điểm của mùa bão Đại Tây Dương thường xảy ra hàng năm vào khoảng ngày 10 tháng 9, nhưng như lịch sử đã chỉ ra, tháng 10 có thể chứng kiến rất nhiều bão lớn. Trên thực tế, xét về mặt khí hậu, có một đỉnh thứ cấp vào giữa tháng 10, đỉnh đó chủ yếu ở biển Caribe và khu vực vịnh Mexico. Một trong những lý do lớn nhất là nhiệt độ nước vẫn rất ấm trong tháng 10 ở khu vực này, giúp thúc đẩy các cơn bão. Điều đó cũng có nghĩa là bão có thể hình thành gần Mỹ vào thời điểm này trong năm. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trao đổi qua điện thoại với các quan chức Florida tối ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ trước khi bão Milton đổ bộ. Theo Nhà Trắng, các quan chức đó bao gồm thị trưởng Orlando Buddy Breyer, thị trưởng Sarasota Liz Albert và các nghị sĩ Gus Blairakis và Kathy Castor. Tổng thống Biden yêu cầu mỗi quan chức này gọi điện trực tiếp cho ông nếu cần thêm hỗ trợ về các nỗ lực cứu hộ, ứng phó và phục hồi. Nhà Trắng cho hay, Tổng thống cũng nhấn mạnh rằng ông sẽ ở bên họ và các cộng đồng ở đây trước, trong và sau cơn bão, bất kể bao lâu. Tổng thống cũng trao đổi với Thượng nghị sĩ Tom Tillis của Bắc Carolina và Thượng nghị sĩ John Ossoff của Georgia để thảo luận về các nỗ lực ứng phó và phục hồi đang diễn ra sau cơn bão Helena. Nhà Trắng cho biết, trong suốt buổi chiều, Tổng thống đã nhận được các tài liệu tóm tắt thường kỳ về quỹ đạo mới nhất của cơn bão Milton và những tác động dự kiến đối với bang Florida. Ông sẽ tiếp tục nhận được thông tin cập nhật suốt đêm khi cơn bão di chuyển qua bán đảo Florida. Trong khi đó, hãng tin CNN đưa tin, có nhiều người thiệt mạng ở quận San Luis, Florida sau khi lốc xoáy tấn công khu vực này. Cảnh sát trưởng Keith Pearson cho biết, nhiều người đã thiệt mạng tại Spanish Lake Country Club, nhưng thông tin chi tiết vẫn chưa rõ ràng. Giám đốc truyền thông Eric Gill nói với CNN, sự tàn phá thật thảm khốc. Các đội tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực giúp đỡ các khu dân cư bị ảnh hưởng trước khi gió dự kiến sẽ mạnh lên vào khoảng 23 giờ, theo giờ miền Đông, và tập trung vào việc đưa người dân tới nơi trú ẩn tạm thời. Ông Biden cũng lên tiếng chỉ trích kịch liệt ông Trump vì đưa ra loạt thông tin sai lệch về cách Nhà Trắng phản ứng bão Helena và sự chuẩn bị cho siêu bão thế kỷ Milton. Theo ông Biden, họ đã đưa ra những lời khẳng định rằng tài sản đang bị tịch thu, điều đó hoàn toàn không đúng. Các thông tin dối trá này đã làm suy yếu niềm tin vào công tác cứu hộ và phục hồi sau bão. Khi được hỏi tại sao cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, lại phát tán thông tin sai lệch, ông Biden trả lời rằng ông không biết. Ông Trump, người đang chạy đua với Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã tìm cách mô tả phản ứng của chính quyền Biden-Harris trước những cơn bão gần đây là không hiệu quả. Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ, chỉ trong vòng 3 giờ khi giải mưa lớn nhất của bão Milton đổ bộ khu vực vịnh Temple, lượng mưa ghi nhận tại thành phố St. Petersburg, bang Florida là khoảng 230mm, tương đương lượng mưa trung bình của cả 3 tháng. Đây là trận mưa nghìn năm có một ở St. Petersburg.
hơn 1,1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện, phần lớn ở hạt Sarasota. Tình trạng mất điện dự kiến tăng lên khi bão di chuyển khắp bang. Trong khi đó, tại quận St. Lucie, nằm trên bờ biển Đại Tây Dương của Florida, nhiều người tử vong sau khi lốc xoáy tấn công khu vực này. Các quan chức tại quận Martin cho hay, khu vực này đã ghi nhận một số trường hợp bị thương và hàng chục ngôi nhà bị hư hại khi bão Milton đổ bộ kèm theo gió mạnh, mưa lớn và lốc xoáy. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân không nên ra đường. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Martin cũng đã thực hiện lệnh giới nghiêm trên toàn quận từ 21 giờ ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương đến 6 giờ sáng ngày 10 tháng 10 do điều kiện thời tiết xấu đi dự kiến trong đêm. Trước khi bão Milton đổ bộ, Tổng thống Joe Biden đã trao đổi qua điện thoại với giới chức Florida, gồm thị trưởng Orlando Bastidier, thị trưởng Sarasota Liz Alpert, hạ nghị sĩ Garth Brundage và Kathy Custer. Nhà Trắng tuyên bố, Tổng thống đề nghị các quan chức gọi điện trực tiếp cho ông nếu cần thêm hỗ trợ về cứu hộ, ứng phó và khắc phục hậu quả. Ông cũng nhấn mạnh sẽ sát cánh với giới chức và người dân địa phương trước, trong và sau khi bão đổ bộ, dù có mất bao lâu đi nữa. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ, bão Milton sau khi đổ bộ Florida đã suy yếu tiếp thành bão cấp 2 với sức gió khoảng hơn 170 km một giờ. Mặc dù vậy, giới chức trách cảnh báo nguy hiểm vẫn còn. Milton là cơn bão lớn có sức gió từ 119 km/h trở lên thứ ba đổ bộ Florida trong năm nay. Hai cơn bão trước đó là Francine và Helena. Việc một năm hứng ba cơn bão lớn chỉ xảy ra 5 lần ở Florida trong quãng thời gian 150 năm, bắt đầu từ năm 1871 tới nay, lần gần nhất là năm 2005. Tranh cãi chính trị xung quanh siêu bão Milton đã trở thành tâm điểm trước khi cơn bão tàn phá Florida. Bão Milton không chỉ gây ra thiệt hại lớn về vật chất mà còn khơi dậy cuộc đối đầu gay gắt giữa hai phe phái chính trị Mỹ, đặc biệt là cựu Tổng thống Donald Trump và chính quyền Mỹ. Theo kênh CNN của Mỹ, ngày 9 tháng 10, từ lâu trước khi siêu bão Milton đổ bộ vào bờ biển Florida, một trận chiến chính trị đã nổ ra xoay quanh cơn bão khổng lồ này. Bão Milton với sức mạnh tàn phá khủng khiếp không chỉ là một thảm họa thiên nhiên mà còn là một con quái vật của biến đổi khí hậu mà các nhà khoa học đã cảnh báo từ lâu. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào công tác phòng chống và cứu trợ, cuộc chiến về bão Milton đã nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trong chính trị, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới. Cơn bão Milton được dự đoán sẽ đổ bộ vào cuối tuần đã trở thành một tâm điểm trong cuộc đối đầu chính trị giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Sự chia rẽ đảng phái không chỉ làm phức tạp hóa các nỗ lực cứu trợ mà còn đẩy cao nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt khi cựu Tổng thống Donald Trump liên tục sử dụng cơn bão như một công cụ chính trị. Sau khi khai thác cơn bão Helena cho mục đích chính trị, ông Trump tiếp tục làm dậy sóng bằng những tuyên bố về nỗ lực cứu trợ của chính quyền Tổng thống Joe Biden và bà Harris. Việc ông Trump tận dụng các thảm họa thiên nhiên để chỉ trích chính quyền đương nhiệm không phải là điều mới mẻ. Ông Trump đã cáo buộc Phó Tổng thống Kamala Harris và chính quyền Mỹ không thể đối phó hiệu quả với các tình huống khẩn cấp. Những tuyên bố như việc chính phủ bỏ qua các bang do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo hay lạm dụng ngân sách cho người di cư đã bị các quan chức liên bang bác bỏ, nhưng vẫn tạo ra sự chia rẽ trong lòng cử tri. Đối với Phó Tổng thống Kamala Harris, bão Milton là một phép thử lớn về khả năng lãnh đạo và đối mặt với cuộc khủng hoảng. Cơn bão này mang đến cho bà cơ hội để chứng minh khả năng kiểm soát tình hình và thể hiện sự đồng cảm đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào trong công tác cứu trợ liên bang đều có thể ảnh hưởng đến Phó Tổng thống Mỹ trước thềm bầu cử. Những nỗ lực của Phó Tổng thống Harris để đối phó với bão Milton đã bắt đầu từ sớm, khi bà liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch từ ông Trump. Bà Harris nhấn mạnh rằng cuộc khủng hoảng này không nên trở thành chủ đề chính trị, mặc dù chính bản thân cuộc tranh cãi về bão Milton đã bị chính trị hóa sâu sắc. Ngược lại, cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần chứng minh rằng ông không ngần ngại tận dụng bất kỳ tình huống nào để đạt được lợi ích chính trị. Ông đã khai thác cơn bão Helena để cáo buộc chính quyền Biden-Harris là yếu kém và không đủ khả năng đối phó với các vấn đề cấp bách của quốc gia. Trong bối cảnh bão Milton đang tiến vào Florida, ông Trump tiếp tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden và bà Harris cho rằng họ thiếu khả năng lãnh đạo và đồng cảm với người dân Mỹ. Một nhân vật quan trọng khác trong cuộc chiến chính trị về bão Milton là thống đốc Florida Ron DeSantis. Là một đảng viên Cộng Hòa, ông DeSantis phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi phải làm việc cùng với chính quyền Dân Chủ trong bối cảnh khủng hoảng thiên nhiên. Dù không ủng hộ Tổng thống Biden và bà Harris, thống đốc DeSantis không thể phớt lờ nhu cầu của bang Florida trong việc nhận viện trợ liên bang. Giống như bà Harris, ông DeSantis cũng đã tham gia vào cuộc chiến chính trị về bão từ sớm. Ông từng cáo buộc bà Harris lợi dụng cơn bão để phục vụ cho chiến dịch của mình, trong khi bản thân ông DeSantis phải tìm cách cân bằng giữa việc làm việc với chính quyền liên bang và duy trì mối quan hệ với ông Trump, người có tầm ảnh hưởng lớn đối với các đảng viên Cộng hòa. Thưa quý vị, trước khi siêu bão Milton đổ bộ vào đất liền, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời mời tới 275 công nhân điện
đến trú bão tại một khu nghỉ dưỡng riêng của ông tại Miami, Florida. Những công nhân này được giao nhiệm vụ sửa chữa mạng lưới điện tại bang sau khi cơn bão đi qua. Thật vinh dự khi có 275 công nhân điện ở đây với chúng tôi. Các bạn thật tuyệt vời và Florida trân trọng các bạn. Hãy tận hưởng những căn phòng ở đây và giữ an toàn khi bão Milton đi qua nhé. Ông Eric Trump, con trai của cựu Tổng thống Donald Trump, đã chia sẻ thông tin này trong một bài đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X. Bài đăng này đã xuất hiện sau khi ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa ra mắt trang GoFundMe vào đầu tháng này, một trang web gây quỹ cho các nạn nhân của bão Helene. Cơn bão đã đổ bộ vào vùng Big Bend của Florida hồi cuối tháng trước. Trang này hiện đã quyên góp được hơn 7 triệu đô la Mỹ. Theo Trung tâm Bão Quốc gia, Milton được dự báo là bão cấp 4, nhưng đã liên tục mạnh lên thành siêu bão cấp 5 khi đổ bộ vào đất liền. Sáng ngày 10 tháng 10, bão Milton đã giảm cấp, sức gió từ 193 km/h giảm xuống còn 177 km/h, tuy nhiên vẫn rất nguy hiểm. Trước đó, Cục Thống kê Dân số Mỹ ước tính có tới 5,9 triệu người ở Florida đã phải sơ tán bắt buộc do bão. Khoảng 3,3 triệu cư dân được yêu cầu rời khỏi Tampa, Florida vì mưa dự kiến sẽ làm tăng mực nước ở các tuyến đường thủy của thành phố, gây ra lũ lụt hàng loạt. Khi cuộc bầu cử Mỹ đang tiến gần đến ngày bỏ phiếu tháng 11, bang Florida, một trong những bang chiến trường quan trọng, liên tiếp hứng chịu những cơn bão lớn là bão Helene hồi cuối tháng trước và siêu bão Milton mới đây. Những cơn bão này cũng biến Florida thành tâm điểm của làn sóng chia rẽ đảng phái, theo nhận định từ giới chuyên gia. Trong thời gian gần đây, ông Trump thường xuyên chỉ trích chính quyền của ông Biden và bà Harris không kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ tại các tiểu bang trên khắp bờ đông, đồng thời cáo buộc Nhà Trắng đang sử dụng tiền quỹ cứu trợ cho dân Mỹ để phục vụ dân di cư. Dù Đảng Dân Chủ liên tục tuyên bố những cáo buộc của ông Trump là vô căn cứ, nhưng kết quả khảo sát do New York Times và Đại học Siena công bố hôm 8 tháng 10 vẫn cho thấy ứng cử viên đại diện Đảng Cộng Hòa đang dẫn trước đối thủ Kamala Harris 13 điểm phần trăm tại bang Florida. Trước đó, do tính chất nghiêm trọng của trận bão, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phải hủy chuyến công du đã được lên lịch trước đó tới Đức và Angola để ở lại giám sát diễn biến của siêu bão Milton. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, bão Milton có thể là cơn bão tồi tệ nhất đổ bộ vào Florida trong một thế kỷ qua, đồng thời cho hay việc sơ tán khẩn cấp là vấn đề sống còn. Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Milton đã quét qua khu vực bang Yucatan của Mexico, gây ra một số thiệt hại, song ở mức hạn chế và khiến nhiều khu vực rơi vào cảnh mất điện. Trong khi đó, trận bão cũng khiến một số tuyến giao thông ở miền nam Cuba rơi vào cảnh ngập úng. Những trận bão liên tiếp cùng với những hệ lụy nghiêm trọng mà nó gây ra, một lần nữa đặt ra bài toán về biến đổi khí hậu mà thế giới cần giải quyết. Theo tiến sĩ Daniel Guilford, nhà khí hậu học tại Mỹ, sự gia tăng nhanh chóng của các cơn bão đang ngày càng phổ biến trong một thế giới đang nóng lên. Khi con người làm gia tăng lượng khí nhà kính trong khí quyển, chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ làm tăng nhiệt độ trên khắp hành tinh, từ đó làm tăng hoạt động của các cơn bão. Khi bão Milton xuất hiện, người bình thường sẽ lo tránh nó thật xa. Tuy nhiên, cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ vẫn lái máy bay thẳng vào tâm bão. Milton là siêu bão mạnh cấp 5, tức là mức cao nhất trong thang đo bão của Mỹ, với sức gió lên tới 270 km/h. Tuy nhiên, trong khi các hãng hàng không tránh xa nó, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ NOAA vẫn lái máy bay P-3 Orion vào thẳng tâm bão. Những chuyến bay nguy hiểm này nhằm thu thập dữ liệu thiết yếu, giúp các nhà nghiên cứu hiểu hơn về bão tố, qua đó cải thiện các mô hình dự báo bão của họ. NOAA hiện đang có máy bay P-3 Orion với biệt danh Kermit và Miss Piggy. Mỗi nhiệm vụ bay kéo dài từ 8 đến 10 giờ đồng hồ và các chuyên gia của NOAA di chuyển trên chuyến bay. Những thợ săn bão chính hiệu sẽ thu lấy mọi dữ liệu về sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, sức gió, áp suất để tìm hiểu các cơn bão rõ hơn. Theo thông tin cập nhật mới nhất từ Trung tâm Bão Quốc gia, siêu bão Milton đã bắt đầu đổ bộ vào đất liền và thành mắt bão cùng sức gió mạnh nhất đang tiến vào bờ biển Florida, Mỹ. Mắt bão Milton có sức gió lên tới 120 dặm/giờ với tốc độ giật mạnh hơn. Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ nêu rõ, mặt bão phía bắc Milton đang bắt đầu di chuyển vào bờ vịnh Florida gần Tampa và St. Petersburg, nơi cảnh báo gió cực mạnh. Hãy tìm nơi trú ẩn vì những cơn gió bão cực kỳ nguy hiểm này đang lan rộng khắp khu vực. Lượng mưa lớn và gió cực kỳ nguy hiểm đang tấn công vùng vịnh Tampa. Theo Trung tâm Dự báo, trong ít giờ tới, tâm bão sẽ chính thức đi vào đất liền. Trong khu vực Tampa, nơi đang có chuẩn bị đón cơn bão Milton đổ bộ, hiện đang trong tình trạng cảnh báo gió cực mạnh. Hãy ẩn nấu ngay! Hãy coi những cơn gió bão cực mạnh sắp tới là một cơn lốc xoáy đang đến gần và di chuyển ngay đến phòng an toàn.
trong nơi trú ẩn của bạn để bảo vệ mạng sống của bạn, cơ quan thời tiết quốc gia Tampa cảnh báo. Alexander Suvalov, người đứng đầu trung tâm dự báo Meteo, cho biết rằng trong một cuộc phỏng vấn với RT, rằng bão Milton đang tiếp cận Mỹ có quy mô chưa từng có. Ông lưu ý, tốc độ như vậy chưa từng thấy trước đây trong một cơn bão. Dựa trên sự phức tạp về tốc độ và cường độ cũng như ảnh hưởng nguy hiểm, bão Milton được dự đoán sẽ mạnh hơn cơn bão Katrina đổ bộ vào năm 2005. Bão Milton đã gây ra nhiều trận lốc xoáy, mưa to cùng với sóng lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một số người bị thương. Hiện toàn bộ hạt San Lucia đang được đặt trong chế độ ứng cứu 100%. Truyền thông Mỹ đưa tin sau khi đổ bộ vào bang Florida của nước này, sáng mùng 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, bão Milton hiện đã giảm xuống đang là bão cấp 2 trong thang bão gồm 5 cấp với sức gió tối đa là 175 km/h. Bão đã gây ra nhiều trận lốc xoáy, mưa to cùng gió lớn khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, một số người bị thương. Nhà chức trách cho biết 2 trường hợp thiệt mạng đều ở hạt San Lucia. Ước tính khoảng 100 ngôi nhà trong hạt đã bị phá hủy sau khi hứng chịu tới 17 cơn lốc xoáy. Lực lượng vệ binh quốc gia Florida và các nhân viên thực thi pháp luật địa phương đang tích cực hỗ trợ người dân. Siêu bão Milton, cơn bão mạnh nhất ở vịnh Mexico kể từ năm 2005, đã đổ bộ vào bang Florida, Mỹ tối ngày 9 tháng 10 theo giờ địa phương. CNN dẫn thông tin từ Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết, siêu bão Milton đã đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida, Mỹ vào 20 giờ tối ngày 9 tháng 10 với sức gió lên tới 193 km/h. Được biết, khu phía tây bang Florida hiện là nơi cư trú của hơn 3 triệu người dân Mỹ. Ngay ở thời điểm này, giới chuyên gia kinh tế đã đưa ra một số nhận định về thiệt hại do siêu bão Milton gây ra cho nền kinh tế nước Mỹ. Aaron Kina, chuyên gia phân tích cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính Jefferies cho biết, dù còn quá sớm để đưa ra những thống kê chắc chắn về thiệt hại, nhưng tác động của bão Milton nhằm vào một trong những khu vực đông dân nhất ở bang Florida có thể gây ra thiệt hại lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Cũng theo nhận định từ một số chuyên gia làm việc tại công ty Jefferies, siêu bão Milton có khả năng gây ra thiệt hại lên tới 245 tỷ đô la Mỹ ở hai khu vực Tampa và Fort Myers thuộc bang Florida. Cụ thể, bão Milton sẽ khiến khu vực Tampa thiệt hại khoảng 175 tỷ đô la Mỹ, trong khi con số này ở Fort Myers sẽ là 70 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, số liệu được New York Post trích dẫn cho thấy tổng thiệt hại gây ra do siêu bão Katrina, thiên tai đã đổ bộ và tàn phá thành phố New Orleans thuộc bang Louisiana hồi năm 2005 rơi vào khoảng 192,5 tỷ đô la Mỹ. Điều này đồng nghĩa siêu bão Milton có khả năng sẽ xoán ngôi bão Katrina để trở thành thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ở một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm với nhiều quan chức bang Florida ngay sau khi siêu bão Milton đổ bộ vào nơi này. Thông cáo của Nhà Trắng viết, Tổng thống Biden đã điện đàm với các quan chức cấp cao ở bang Florida, trong đó có thị trưởng của các thành phố Orlando và Sarasota, và nói rằng nếu họ cần hỗ trợ bổ sung về nhân lực, cứu hộ hay công tác khắc phục thiệt hại, thì có thể gọi điện trực tiếp cho ông. Tổng thống Biden đã, đang và sẽ sát cánh với giới chức và người dân bang Florida. Theo cập nhật mới nhất của CNN, siêu bão Milton khi đổ bộ vào khu vực phía tây bang Florida đã gây ngập lụt ở khu vực Tampa và tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Các báo cáo trước đó cho rằng cơn bão sẽ tiến vào khu vực gần vịnh Tampa, nhưng dự báo mới nhất cho thấy bão Milton khả năng cao sẽ đổ bộ vào gần thành phố Sarasota, phía tây nam Florida. Ở thời điểm hiện tại, cơn bão đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới bang Florida và một số cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành cho một số vùng ở phía nam tiểu bang. Chính quyền bang Florida hiện vẫn đang kêu gọi người dân sơ tán hoặc tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn đã được thiết lập. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hoãn chuyến công du nước ngoài để giám sát công tác ứng phó bão, kêu gọi những người được yêu cầu sơ tán phải di rời ngay lập tức và nói rằng đây là vấn đề sống còn. Theo thống đốc bang Florida John DeSantis, đã có 5.000 nhân viên của lực lượng vệ binh quốc gia đã được triển khai cùng với 3.000 người khác sẵn sàng ứng phó với hậu quả của cơn bão. 7 cơn lốc xoáy đã được xác nhận ở Florida khi mưa và gió từ cơn bão Milton bắt đầu ập đến, có thể gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với khu vực bờ biển phía tây Florida. Ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ tại thành phố Miami cho biết, 7 cơn lốc xoáy đã tấn công Florida trước khi cơn bão Milton đổ bộ vào bang này và đã có báo cáo về các cấu trúc bị hư hại ở Lakeport khi lốc xoáy đi qua đây. Trong một diễn biến liên quan, bão Milton bắt đầu gây ra mưa và gió giật mạnh khi tiến gần đến khu vực vịnh Temple thuộc bang Florida, nơi có hơn 3,3 triệu người sinh sống và chưa từng hứng chịu một cơn bão lớn nào đổ bộ trực tiếp kể từ năm 1921. Theo Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ,
Bão Milton hiện đang cách Temple khoảng 155 km về phía tây nam, với sức gió duy trì tối đa là 205 km một giờ. Hiện nay, bão Milton đã bị hạ cấp xuống thành bão cấp 3, nhưng vẫn là một cơn bão lớn và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng khi nó tiến gần bờ biển phía tây của bang Florida. Các quan chức Mỹ đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp, yêu cầu người dân di chuyển vào đất liền hoặc đối mặt với rủi ro khó sống sót do sóng dâng của bão. Hãng thông tấn Reuters của Anh đã công bố hình ảnh thu từ vệ tinh cho thấy quá trình tăng sức mạnh của bão quái vật Milton. Các nhà chức trách cảnh báo người dân Florida rằng ngày 9 tháng 10 là thời điểm cuối cùng để họ sơ tán hoặc ẩn náu trước cơn bão cấp 5 Milton. Vành đai bão đã bắt đầu tác động đến Florida và tình hình dự kiến sẽ xấu đi. Cảnh báo lốc xoáy đã được ban hành cho một số khu vực của Nam Florida. Thành phố Tampa Bay là nơi sinh sống của hơn 3,3 triệu người, phải đối mặt với khả năng bị tàn phá trên diện rộng do bão Milton. Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ dự đoán Milton có khả năng suy yếu nhưng vẫn là một cơn bão lớn khi đổ bộ vào đất liền trong khoảng thời gian từ tối 9 tháng 10 đến sáng ngày 10 tháng 10 theo giờ địa phương. Theo ước tính của Cục Thống kê Dân số Mỹ, chính quyền đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc trên 11 hạt của bang Florida với tổng dân số khoảng 5,9 triệu người. Với hơn 1 triệu người dân ở các vùng ven biển phải tuân thủ lệnh sơ tán, dòng xe dài nối đuôi nhau khiến đường cao tốc tắc nghẽn trong khi các trạm xăng cạn nhiên liệu. Milton trở thành cơn bão mạnh lên nhanh thứ ba từng được ghi nhận ở Đại Tây Dương. Theo đó, Milton đã tăng từ cấp độ 1 lên cấp độ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Ngày 8 tháng 10, Tổng thống Joe Biden kêu gọi người dân ở các khu vực sơ tán tại Florida rằng họ cần phải di tản ngay lập tức. Nhà lãnh đạo Mỹ phát biểu từ Nhà Trắng, "Tôi đã được các nhà lãnh đạo cấp cao của chính quyền thông báo tóm tắt và chúng tôi đang tăng cường chuẩn bị cho bão Milton. Đây có thể là một trong những cơn bão tồi tệ nhất trong 100 năm qua tại Florida." Tổng thống Biden ngày 8 tháng 10 cũng đã thông báo hủy chuyến công du tới Đức và Angola để ở lại giám sát diễn biến của siêu bão Milton. Đêm ngày 10 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian của Mỹ cảnh báo tình trạng bão từ nghiêm trọng có thể cản trở nỗ lực tái thiết sau bão Helene và bão Milton khi làm gián đoạn liên lạc vệ tinh, lưới điện và hệ thống định vị toàn cầu GPS. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA, một vụ phóng vật chất cực mạnh từ vành nhật hoa CME đã tấn công trái đất vào đêm cùng ngày, làm gián đoạn từ trường của trái đất và nhanh chóng đạt đến tình trạng bão từ G4 nghiêm trọng vào sáng sớm ngày 11 tháng 10. Hiện tượng này xảy ra vào thời điểm mặt trời đang tiến gần hoặc có thể đang ở đỉnh điểm của chu kỳ 11 năm khi hoạt động tăng cao. Dự kiến cơn bão từ này sẽ kéo dài trong ngày 11 tháng 10 và ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, với khả năng đạt đến mức cực đại G5, tương tự như hiện tượng từng ghi nhận hồi tháng 5 năm nay. Khi chúng tạo ra cực quang rực lửa, có thể quan sát được ngay cả từ các cực của trái đất. Trung tâm Dự báo Thời tiết Không gian cho biết, trung tâm này đã cảnh báo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang và các cơ quan nhà nước phải hành động sớm để giảm thiểu mọi tác động tiềm tàng. Cảnh báo được đưa ra vào thời điểm những cơ quan này đang phải căng mình ứng phó với hậu quả của hai cơn bão lớn là Helene và Milton. Trả lời họp báo tại Washington, chuyên gia Shada tại trung tâm cho biết có khoảng 5.000 vệ tinh cần được điều chỉnh quỹ đạo do lực cản của khí quyển tăng lên. CME, những đám mây plasma khổng lồ và từ trường đi kèm do mặt trời phun ra có thể tàn phá từ quyển của trái đất, nơi bảo vệ hành tinh khỏi các bức xạ hạt. Chúng có thể gây nhiễu vệ tinh, tín hiệu vô tuyến và hệ thống định vị GPS. Chúng cũng gây ra mối đe dọa đối với lưới điện. Đơn cử như cơn bão Halloween vào tháng 10 năm 2003 đã gây mất điện ở Thụy Điển và làm hỏng hệ thống lưới điện ở Nam Phi. Những cơn bão từ vào tháng 5 đã vô hiệu hóa các hệ thống GPS chính xác mà nông dân Mỹ sử dụng trên khắp vùng Trung Tây, Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ, dẫn đến tổn thất tài chính lớn. Chúng cũng có thể khiến một số máy biến áp cao thế ngừng hoạt động, song không gây gián đoạn quy mô lớn đối với lưới điện. Liên quan đến siêu bão Milton tàn phá bang Florida của Mỹ trong những ngày gần đây, từ một cơn bão được dự báo chỉ ở mức vừa phải, bão Milton ở vịnh Mexico Đại Tây Dương mạnh lên nhanh đến mức các cơ quan khí tượng còn vất vả mới cập nhật kịp. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia NOAA của Mỹ, bão Milton đã trở thành cơn bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, vượt qua bão Beryl với sức gió mạnh nhất là 265,5 km một giờ. Theo trang Miami Herald, bão Milton thách thức các giới hạn khi nó đang tiến gần đến một mức mà các chuyên gia bão gọi là cường độ tiềm năng tối đa MPI. Khi các nhà khí tượng phải dùng đến khái niệm MPI thì có thể hiểu rằng cơn bão đó cực mạnh theo bất kỳ thước đo nào. Hiện tại, dựa trên áp suất khí quyển thì siêu bão Milton đã là cơn bão mạnh thứ tư trong lịch sử. Chỉ 2 tuần trước khi Milton đổ bộ,
Bão Helena cũng đã tàn phá nước Mỹ, khiến hơn 220 người thiệt mạng và còn hàng trăm người mất tích. Phần tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!